Rồi mức cồn của em là 0,128 mg/lít ha. Rồi đề nghị anh xuất trình giấy tờ đấy. Tổ công tác chúng tôi với cái sự lãnh đạo của chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát Giao thông thì đã qua một thời gian thực hiện tại một số địa phương thì cũng đã thực hiện nghiêm túc cái việc xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ về tất cả các trường hợp. Chúng tôi đều xử lý nghiêm và trực tiếp Cục Cảnh sát Giao thông sẽ có thông báo về cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị của người vi phạm thực hiện cái nhiệm vụ tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cái tỷ lệ vi phạm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì cũng không phải là nhiều nếu mà so với số lượt phương tiện kiểm soát. Tuy nhiên là vẫn còn một số cái trường hợp kể cả lái xe ô tô, mô tô vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện thì đã bị chúng tôi xử lý.